Ngoài gặp đặt là tao nha. Ok. Tiếp theo là đến một chiếc mini copper này. Wow, trên này có lá cờ của nước Pháp các bạn này. Mở cửa này. Yeah. Ok, let's go. Wow. Thật là mạnh luôn nha. Ok, tiếp theo là một chiếc Porsche màu trắng này. Đây. Là hoàn trắng đó nha. Yeah. Mở cửa quá nha. Yeah. Here we go. Wow. Quá rất là nhẹ nhàng luôn nha các bạn. Ok, tiếp theo đây là một chiếc MC Queen đây. Wow, xe này có mũ luôn này. Đây. Mũ đây luôn nha, mũ màu đỏ nha. Yeah. Đẹp nha các bạn. Ok, let's go. Wow. Yeah, rồi. Tiếp theo là đến một chiếc Audi Q7. Rồi, tiếp theo là đường